Ủa, đây mình thấy có một cái cây cây sim các bạn. Chào các bạn, mình đang ở một cái vườn cam ở khu rau hoa quả xứ lạnh các bạn. Vườn cam của một cái bác người Quảng Ngãi. Ủa, đây mình thấy có một cái cây cây sim các bạn. Cây này là cây cây sim các bạn. Trang ơi, đây là cây sim đúng không Trang? À đây cây sim này đúng không? À, đây mình thấy một cây sim các bạn. Cây này là nó thấy hoa đẹp mà đây là cây sim mà để cái rượu sim mà ở Com Lông các bạn, là đây là cây sim. Cái này thì sau này nó ra quả thế này các bạn. Quả này nó chín và sẽ ngâm thành rượu mật sim, rượu sim các bạn. Đây là cái đã không, đây là cái sim các bạn nhá. Mình cũng lần đầu tiên là thấy cái sim các bạn này. Mình cũng uống rượu mật, rượu sim, rượu ngâm sim nhưng mình chưa thấy. Mình quay lại để các bạn có thể thấy. Nhìn cái lá nó nổi bật, cái hoa là tím các bạn. Uống rượu sim nhưng mà lần đầu tiên mới thấy cây sim các bạn. Này thì nó mọc ở ngoài rừng các bạn. Rừng mà nó mọc nhiều lắm, khi mà nó chín lên thì người ta sẽ hái cái quả về các bạn. Cái này thì nó lại mọc ở trên cái vườn cam. Nó mọc ở trong cái vườn cam đây, mình thấy một cây bưởi da xanh mà nó mọc gần cây bưởi luôn các bạn. Ủa, tự nhiên có nắng thấy là đẹp lắm các bạn. Cây sim hoa sim. Thì để quý vị các bạn có thể thấy được là cái cây sim như thế nào ha. Mình cây sim thì là một trong những cái mà để ở ngoài rừng ấy, nhưng người ta hái quả về các bạn. Hái quả về người ta làm, người ta ngâm thành cái rượu sim để bán các bạn. Cũng là một cái đặc sản của Com Lông các bạn. Com Lông thì mình đến một cái vườn cam, tuy nhiên là mình thấy một cây sim thì mình sẽ quay lại để quý vị các bạn có thể thấy được, biết cây sim như thế nào ha. Đây các bạn có thể thấy cây sim như vậy không? Đây. Đó cây chanh đào đó bác. Vâng. Xin mà bác, xin thì mình xin quả nào mình cứ hái thôi. Thì nó mọc xen ở trong một cái vườn cam các bạn, các bạn thấy đẹp. Bà xã rồi các chị đi trong đoàn cùng á, nó đang ở trong vườn cam các bạn thấy không, cam rất nhiều quả. Này cây sim nó mọc xen, nó mọc có kiểu như là mọc lấn lên thôi, nhưng mà chắc bác chủ vườn bác để lại thôi. Mình thấy đây thì mình quay lại, mình thấy cái màu tím hoa sim, một cái hoa sim tím đấy các bạn, tím tím thì một lần đầu tiên mình thấy. Tại đây, ở đây hai vợ chồng tự sướng bên cái cành hoa sim đi. Lãng mạn nha, vợ nó không lãng mạn. Đứng đợi hoa sim thôi, những đợi hoa sim mà bảo vợ đứng đợi hoa sim tí, nhưng mà vợ không đứng cả. Đây. Cực kỳ đẹp không các bạn? Đó, hoa sim đó. Hiện tại đang trời rất là gió các bạn. Gió mà lấy mưa nữa, tuy nhiên nó cứ bụi phùn phùn. Và gió lạnh lạnh, tuy nhiên là mình đứng ở cái vị trí này thì nó cũng sim, hoa sim. Em cũng lần đầu tiên thấy hoa sim á. Các bạn có thấy được là nó mọc xen ở trong cái vườn cam ha. Mọc xen ở vườn cam thôi. Đẹp. Đúng đó, cái đúng rồi đấy. Cái cây sim này là để làm rầm rượu sim đấy, chính xác đấy. Đây các bạn có thể thấy được ha. Thì nghe đến rượu mật sim thì các bạn có thể thấy được là cái cây sim nó là như thế này các bạn. Mình cũng rất tình cờ thôi, mình vào vườn cam ở một cái đây các bạn thấy không, vườn cam ở vùng hoa rau quả xứ lạnh của huyện Com Lông thì để thấy được cây sim, mình tình cờ đấy. Đẹp, hoa rất tím, hoa tím đấy.
nay trời nó mù mù nên cái màu nó cũng không được nổi lắm rồi. Cây này thì nó cũng mọc sen thôi. Cái này thì có những chỗ người ta thu hoạch các bạn thì nó mọc thành rừng luôn. Mọc thành rừng thì người ta dân địa phương họ hái về các bạn, hái về họ lấy quả đấy, hóc quả về là ngâm thành rượu xim các bạn, hoa lắm bạn. Da xanh các bạn. Thế đi ra trước đi. Đi đi rồi em đi xong. Đi ấy đâu cam đâu. À đang lấy đang chờ hả? À thế đang chờ mua ổi hả? Ừ ok. Đang chờ mua trái cây các bạn, mua trái cây mình tranh thủ mình quay. Mình quay cái cây hoa sim. Thì nghe đến rượu sim thì các bạn có thể thấy được là nó từ đây các bạn nhé, từ cái quả đấy, đây cái quả nó xanh xanh như các bạn này, đây quả sim đây, quả sim sim xanh nó như thế này các bạn, đây mình đó, các bạn thấy được ha, đây là hoa sim. Trong lúc chờ các chị em mua ổi các bạn. Cái chuyến du lịch trải nghiệm cuối năm cũng rất tình cờ thôi. Thấy được cây sim. Thì mình có hồi chưa bao giờ thì mình cứ thấy cây đã rồi. Anh thì cứ tưởng là cái cây mà cái cây kia gọi là cái cây mua đúng không? Cái hoa kia là hoa mua. À cái hoa mua đúng rồi. Anh cứ tưởng là cây sim. Đây mới là sim này. Đúng rồi, cái đây quả sim sim, sim khô. Đây là nó khô. À đây là quả sim chín này. À đây là sim chín tươi này. Quả sim chín tươi là như thế này. À cái hạt đó này, cái hạt này. Mình ăn thử ha. Ăn sống được không Hương? Được, được. Bác ăn chín thì xem người ta ăn. Ừ, ngọt quá. Này. Ngọt quá. Em kia. Chúng đổi hoa sim đây. Quả thanh nó hơi chát. Con. Cái hạt. Con đâu có lấy đâu mà em đánh con. Ai lấy hộ cho của con. Thôi được rồi, xác. Hạt nó cứng 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 hạt ổi á. Cái này nó phải cực chín. Nó phải chín nên nó mới ngọt không? Đây đang xanh. Đúng rồi. Vậy là anh bây giờ lần đầu tiên mới thấy cây sim này. Cái này là mùa hè. Cái mùa này là trái mùa đúng không? Nhưng mà nó vẫn nở hoa này. Hoa đẹp, mùa này là mùa hoa ấy, xong nó ra quả đến mùa đó. Đúng rồi, đúng rồi, mùa kia nó mới chín luôn. Ơ nhưng mà tháng 5, tháng 6. Đúng rồi. Cái này giờ nó đang quả nhỏ nhỏ này anh này. Quả lâu to lắm. Ừ, lâu lắm. Nhưng mà nó lại có những quả già đó ha. Đây quả đợt trước ạ. Vậy là cứ hồi giờ anh cứ tưởng là cái cây kia đấy. Cây kia là hoa mua. Mua đúng không? Ủa điện thoại ai kia bà? Mọc thái. Nó mọc sen thôi, nó mọc sen với cam với bưởi. Hoa mua, hoa sim. Hoa sim tay yêu từ gấu thơ. Lần đầu tiên mình thấy các bạn.
mình xin kết thúc cái video về cái sim để đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo ha. Thì nếu như mà nghe đến rượu sim hay là cái mật sim như thế nào đó thì các bạn mình quay cho các bạn biết cái sim là như vậy các bạn ha. Rồi mình xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc quý vị các bạn luôn sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Các bạn đừng quên like và cho mình biết ý kiến của các bạn ở bên dưới cái video nhé. Mình sẽ cố gắng làm nhiều các video hay để gửi đến quý vị các bạn. Xin tạm biệt.